Duke with number 40. Oh, no problem. He's done it! Yeah, good one. There's one. Looks good. It is good. Get nine. Look out! Way wide. A legendary. He's the greatest. He's the greatest. Hello, xin chào các bạn. Những hình ảnh vừa rồi các bạn xem á, thì đúng như các bạn nghĩ, đó là hình ảnh trong giải đấu. Còn hình ảnh của đội mình để chơi bowling thì như thế nào thì tí nữa mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ review một số địa điểm ở Singapore để mà chơi bowling. Hôm nay mình sẽ review về cái Super Bowl của Singapore. Thì như các bạn thấy ở trên đây thì Super Bowl nó cũng có rất là nhiều địa điểm khác nhau, như là Khatib, Jurong, Toa Payoh, Keat Hong, Tampines. Hôm nay mình đi đến Super Bowl Jurong. Thì mình vào trên cái website của Super Bowl sẽ mở từ thứ hai đến thứ năm, từ 12 giờ trưa đến 12 giờ sáng thứ sáu, và trước ngày lễ thì nó mở từ 12 giờ trưa cho tới là 1 giờ sáng, và thứ bảy thì 10 giờ cho tới 1 giờ sáng, còn chủ nhật và ngày lễ thì nó sẽ mở từ 10 giờ sáng cho tới là 12 giờ đêm. Còn về cái giá của cái bowling thì nếu như mà mình không có những cái member á, trước 6 giờ tối thì nó là $5.50 một trò chơi. Còn nếu như mà mình chơi theo giờ á, là một tiếng đồng hồ là $30. Còn từ 6 giờ tối cho đến khi nó đóng cửa luôn á, thì một cái game như vậy là mình chơi là $6. Còn nếu như mà mình chơi một tiếng nữa là $42. Tại sao nó có sự khác biệt giữa phân biệt một cái game với lại tính theo giờ? Thì mình có thể gợi ý cho các bạn là nếu như các bạn chơi một mình á, thì chơi một game nó sẽ hết rất là nhanh. Thì các bạn nên chơi theo giờ thì sẽ được chơi liên tục và mình được ném nhiều hơn. Còn chơi theo game á, là mình đi theo từng nhóm á, là mình ví dụ như mình có 4 người thì mỗi người sẽ trả $6, 4 người chơi trong cùng một game sẽ trả là $24 đó. Thì 4 người chơi 2 game thì nó cũng tầm tầm là 40 mấy đô gì đó. Thì nó vẫn ok hơn, có khi cái game đó mình chơi hơn cả một tiếng. Thì tóm lại là nếu như mà bạn chơi một mình thì bạn nên mua theo giờ, còn nếu như chơi theo nhóm thì nên mua theo game. Còn nếu như mà mình có những cái thẻ thành viên sẽ được giảm giá đáng kể. Thì ví dụ như mình có Patient Card hay là cái thành viên của Super Bowl hoặc là Home Team, Safra Team Member, thì một game của nó sẽ được giảm $1.20 một game, đó là $4.08. Còn nếu mình chơi theo giờ thì chỉ có $36 một giờ thôi. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, những ngày trước ngày lễ và những ngày lễ, nó sẽ không phân biệt theo là trước 6 giờ hay là sau 6 giờ cả, mà nó sẽ tính luôn là cả ngày luôn. Thì cái giá của nó như thế này. Thì ngoài ra thì mình mua giờ hoặc là mình trả tiền theo một cái game, thì nếu như mà mình đi vô trong đó mình chơi á, thì mình sẽ thay đổi cái giày theo kiểu là giày bowling. Thì nếu như mình có giày của mình thì mình không có cần phải thuê, còn nếu như không có thì mình phải thuê. Mình thuê một đôi như vậy á, một đôi giày là nó là $2 một đôi. Rồi mình chơi đến khi nào hết trò chơi, hết giờ thì thôi. Nếu như mà mình không có vớ thì mình cũng thuê là $2 một cái đôi vớ. Còn nếu như mà mình có vớ và có giày thì mình không cần phải trả những cái phí này. Thì mình review sơ như vậy thôi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu chơi bowling nào. Thì khi mà mình đi đến cái Lakeside MRT thì mình có thể đi xe buýt
hoặc là đi bộ, nhưng mà nó đi bộ hơi xa, nó gần là 2 km từ cái lấy xe MRT đến chỗ đó. Giống như mình đã nói thì trước khi mình chơi mình thay đổi giày. Đây là cái sàn bowling chơi bóng chọi nó. Đây là server van, khá là ngầu và đã không đánh ngã chạy. Từ khi mà mình chọi cho banh xuống dưới kia thì nó sẽ thêm một cái đường dẫn nó đưa ngược lại cho banh cho mình, nên mình phải chọn một cái banh tùy thích của mình. Và nó có ba cái lỗ, một ba cái ngón tay và ba cái lỗ, và thích ném. Cũng xuống dưới rảnh luôn. Thì những cái banh ở trên đây á, nó sẽ đánh số tứ tự từ nhỏ cho tới lớn, thì số càng lớn thì cái banh nó càng nặng, nó càng to. Ném không có được luôn. Thì mỗi người sẽ có 2 lượt ném. Nó có những cái mình có cái chai ở đó. Thì mỗi người sẽ có 2 lượt ném. Nó tổng cộng là có 10 cái chai. Thì khi mà mình ném ví dụ như 10 cái chai, mình mà ném trước 9 cái chai thì còn lại một cái mà mình có tốt còn không mình không tính 9 chai. Nếu như một lần đầu tiên mà mình ném ngã 10 chai thì nó sẽ tính là gấp đôi điểm cho mình là 20 điểm. Một hai ba nhé, rồi 2 chai. Nó chơi nó là bạn điểm và nó có cái TV để hướng dẫn cho mình chọi như thế nào đối với những cái còn lại. Thì cái sân ở đây thì tương đối là khá là rộng luôn, nó có khoảng cỡ gần 20 cái dãy để mà mình bán. Wow. Bên kia nó ném quá trời luôn, đội mình là ném khí thế này. Trong màn để là tôi đang dẫn đầu, thế không phải super bên dẫn đầu. Rồi được 8 trái là 8 chai. Đây là mớp luôn 2 chai. Đây không có chai nào. Thử một lần nữa. Lại không có chai nào. Tôi sẽ làm một biểu diễn một cái kỹ năng ném một phát hết luôn vô. Ném thứ hai rồi, bên kia người ta ném từ dưới tới rồi người ta ném xoay 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 xoay. Rồi vô rồi. Ui. Ném. Ui. Ném chạy. Ui. Bên kia ném xấu xấu. Chưa
Ruben còn một cái phần đấy. Xem sư Ruben biểu diễn. 1, 2, 3 ném tìm một chai luôn vô. Ba ném, ném đúng hướng dẫn luôn, hai chai. Ném rồi lọt xuống hố luôn. Thì hôm nay mình cũng review cho các bạn xem về cái hệ thống bowling của Sogobo, với lại cái sàn bowling và giá cả cũng như cách tính tiền và thuê giày của Sogobo. Thì các bạn thích cái video này thì nó mang lại cho bạn một thông tin và sự giải trí, thì các bạn hãy cho mình một cái đăng ký kênh nhé. Xin chào, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye.